Chào bạn! Thông thường mỗi khi nhắc đến quan hệ đường hậu môn thì bạn hãy tưởng tượng đó là lấy dương vật của người nam và cho vào hậu môn của đối tác. Người đó có thể là nam, có thể là nữ. Bên cạnh một số người rất thích kiểu quan hệ này thì có một số người rất là sợ tại vì nó rất là đau đớn và để những cái bệnh tật ví dụ như là trĩ, thứ hai đó là ung thư hậu môn, cái thứ ba đó là những bệnh tình dục qua đường hậu môn. Chính vì thế ngày hôm nay tôi làm cái video này để chia sẻ cho các bạn những cái cảnh báo mà bạn chưa hề biết về quan hệ tình dục qua lỗ hậu. Ok, let's go! Một, quan hệ tình dục qua đường hậu môn có an toàn hay không? Tôi xin trả lời là chắc chắn không. Không thể nào mà an toàn nếu bạn không có những cái biện pháp phòng tránh phù hợp và bảo vệ phù hợp. Tại vì như các bạn đã biết, ở trong cùng cái hậu môn của mình có các cơ và bên ngoài thì có rất nhiều các tế bào, nó là hàng rào bảo vệ, nhưng bên trong nó là các màng cơ và không có cái hàng rào bảo vệ. Khi mà cho dương vật xâm nhập vào hậu môn thì nó sẽ bị rách những cái màng cơ đó, và cái lúc mà rách cái màng cơ bên trong ấy thì vi khuẩn, virus nó sẽ xâm nhập với nhau và xuất hiện những cái bệnh về tình dục, ví dụ như HPV, u nhú, có thể là bệnh tình dục, là bệnh sùi màu gà này, bệnh lậu, bệnh giang mai. Hoặc khoa học đã chứng minh với những ai mà bị HIV/AIDS, nếu mà quan hệ đường tình dục qua lỗ hậu môn thì cái tỷ lệ tăng HIV nó sẽ lên đến 30% so với quan hệ tình dục qua lỗ âm đạo. 2. Hậu môn không có khả năng tiết chất dịch bôi trơn như âm đạo. Cái này là hoàn toàn tự nhiên. Khi chúng ta quan hệ âm đạo mà kích thích nàng sướng thì có thể nàng sẽ rất là ướt át và tiết ra chất nhờn rất là nhiều, và lúc mà quan hệ rất là sướng, nó rất là bon. Nhưng khi mà quan hệ qua lỗ hậu thì lỗ hậu không có cái chất dịch đó. Các bạn muốn quan hệ trơn thì đầu tiên các bạn phải có chất bôi trơn hoặc có bao cao su. Nhưng mà khi mà các bạn không có thì nó sẽ rất là đau và nó rách toàn bộ cái cơ bên trong, và lúc rách như thế là virus, vi khuẩn nó sẽ xâm nhập và xuất hiện những cái bệnh, đó là cái bệnh ví dụ như bệnh tình dục, HPV, hoặc là bệnh xuất hiện những cái u nhú, hoặc cái nguy hiểm hơn đó là sùi màu gà. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất đó là ung thư hậu môn. Cái ung thư hậu môn như thế này có thể làm thủng cả trực tràng nữa, và các bạn biết đấy, và dù là bệnh gì chăng nữa mà là ung thư thì không khác gì một cái mức án tử hình treo lơ lửng trên đầu, và nó rất là nguy hiểm. 3. Các mô bên trong hậu môn không được bảo vệ tốt như bên ngoài hậu môn. Cái này là hoàn toàn đúng. Ví dụ đây có thể là bên trong lỗ hậu môn, các bạn có thể tưởng tượng bên ngoài là phần da, cái này gọi là tế bào chết, nó là hàng rào bảo vệ và cái này rất là ok, nhưng bên trong nó không có hàng rào bảo vệ và khi dương vật mà xâm lấn vào nó sẽ rách các cơ bên trong. Đấy là lý do tại sao mà cứ nghĩ đến quan hệ tình dục qua lỗ hậu thôi là bản thân tôi cũng thấy rất là đau đớn và cảm giác nó rất là rát ấy. Các bạn ấy cảm tưởng hoặc là các bạn cứ tưởng tượng cái cảm giác mà mình bị táo bón ấy, đúng không? Nhiều lúc chúng ta không ăn rau mấy, bị táo bón xong rồi dặn mãi được một hai cái thứ nó đào thải ra ngoài, nhưng mà nó bị rách, rách hậu môn, hoặc là nó bị nứt kẽ hậu môn, bị chảy máu, thì cái lúc mà quan hệ tình dục nó cũng sẽ đau như vậy, nên là các bạn có thể tưởng tượng nó rất là đau đớn. 4. Hậu môn có cấu tạo đặc biệt đóng vai trò giữ chất thải của cơ thể. Cái này thì các bạn ai cũng biết rồi, đúng không? Hậu môn là nơi mà chúng ta có thể sản sinh ra chất thải đặc nhiều nhất. Nếu mà chúng ta quan hệ gọi là thông át hay là thông ít, hay là quan hệ sau lỗ hậu nhiều thì cái chỗ này nó rất là bon, nó rất là rộng, và khi mà cứ quan hệ nhiều như thế nó không thể nào mà có cái cảm giác, hoặc là nó không thể nào mà nó co bóp, hoặc là nó không thể nào mà giữ chất thải tốt nhất. Các bạn hãy tưởng tượng mà xem, cứ suốt ngày quan hệ thông át với nhau nhiều, cái cảm giác mà lúc các bạn đi vệ sinh nó cứ trơn tuột như thế, nó sẽ như thế nào, đúng không? Hoặc là nhiều chị em hoặc nhiều anh em, tại vì cái quan hệ qua lỗ hậu này là cả nam và nữ đều quan hệ được mà, thì lúc mà bị tiêu chảy tôi không tưởng tượng được là nó sẽ giữ được chất thải kiểu gì, nó rất là nguy hiểm luôn. 5. Hậu môn thường là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn. Các bạn quan hệ ở hậu môn xong mà các bạn quan hệ cho vào vùng kín, hay các bạn có thể đưa dương vật của các bạn lên miệng, thì tôi cam kết vùng kín hay là miệng của các bạn sẽ bị những cái bệnh ví dụ như là sùi màu gà, cái thứ hai những cái bệnh u nhú, và có thứ ba có thể ung thư vòm họng. Tại vì những cái vi khuẩn ở dưới hậu môn ấy mà cho lên miệng hoặc là cho lên âm đạo ấy thì nó rất là bẩn. Các bạn hãy tưởng tượng được đấy là nơi mà chúng ta ra chất thải mà, đúng không? Rất là nhiều vi khuẩn, virus, chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng mà nó rất là bẩn, mà các bạn không vệ sinh sạch thì chỗ đấy thì nó cực kỳ nguy hiểm đến chính sức khỏe của các bạn. 6. Các biện pháp ngăn ngừa và các vấn đề sức khỏe về hậu môn trong quan hệ tình dục. Đầu tiên, nếu mà không muốn bị bệnh tình dục ở hậu môn thì tốt nhất là nói không quan hệ với cái vấn đề này. Tại vì là khi mà chúng ta chưa chuẩn bị được tâm lý, chưa chuẩn bị được những cái kiến thức bảo vệ cơ thể của mình với bạn tình, mà chúng ta quan hệ hậu môn thì nó rất là đau đớn. Bên cạnh đau đớn về mặt thể xác thì cũng ám ảnh đến đau đớn về mặt tinh thần và làm cho chúng ta có thể mắc cái bệnh truyền nhiễm mà bản thân chúng ta không hề biết. Tiếp theo đó là các bạn vừa quan hệ tình dục ở hậu môn xong, các bạn lại cho vào dương vật hay cho lên miệng thì nó rất là tởm. Thay vì như thế, các bạn có thể là dùng thêm bao cao su mới quan hệ dương vật vào hậu môn một cái này, rồi âm đạo một cái mà. Và khi mà cho vào miệng thì chúng ta hãy rửa sạch đi rồi chúng ta hãy cho vào miệng hoặc tiệt trùng sạch đi. Còn nếu mà các bạn không biết cách bảo vệ bạn tình cũng như bảo vệ đối tác thì các bạn sẽ bị bệnh rất là nhiều. Tiếp theo nữa là các bạn có thể làm cho cuộc yêu này tăng thêm khoái cảm mà đó bằng cách là các bạn sử dụng thêm gel bôi trơn. Gel bôi trơn thì sẽ làm cho cuộc yêu nó trở nên ân ái hơn, nhưng mà đừng nên lạm dụng quá. Hoặc là các bạn có thể quan hệ ở trong nhà tắm dưới vòi hoa sen hoặc là ở trong bồn nước, thì lúc đấy nước ấm, với điều kiện nước ấm thì nó sẽ làm giãn nở cái hậu môn của các bạn ra, và quan hệ theo tư thế từ sau nó vòng lên trước của nam ở đằng sau ấy, hoặc là tư thế nằm úp thì sẽ khiến hậu môn lúc đấy sẽ ở cái trạng thái gọi là dễ chịu nhất và đưa dương vật vào tốt nhất. Tuyệt đối là bạn không nên tiếp tục quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Nếu bạn cảm thấy đau đớn, các bạn nên dừng lại ngay và nên cùng khám phá cũng như là cùng trang bị kiến thức tốt nhất để có những cái cuộc ân ái tiếp theo về hậu môn sau này. Nếu bị chảy máu hay xuất hiện những cái vết loét hoặc cái nốt mụn nổi ở bên quanh hậu môn mà vừa quan hệ xong mà nó chảy ra ướt thì ngay lập tức hãy dừng lại và đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám ngay. Biết đâu đấy là bạn đang mắc một trong những cái bệnh về tình dục cũng như là mắc một trong những cái bệnh về xã hội là rất là nguy hiểm, ví dụ như herpes dục hay là bị lậu giang mai, và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của các bạn, làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Vừa qua tôi đã chia sẻ cho tất cả các bạn những cái cảnh báo về hậu quả nếu các bạn chưa trang bị kiến thức về quan hệ tình dục qua lỗ hậu, và tôi muốn tất cả các bạn hãy cùng học cái kiến thức này và cùng trang bị cái kiến thức này, tại vì là nó sẽ là một trong những cái tiền đề để giúp cho cuộc yêu của các bạn hạnh phúc hơn. Nếu các bạn chưa sẵn sàng thì không sao cả, có thể cùng hai người xem cái video này. Còn nếu các bạn đã sẵn sàng rồi thì hãy lăn trận và comment bên dưới để tôi biết kết quả nha. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết cái video này. Nếu bạn thấy nó hay thì ngay lập tức hãy ấn like và share. Bên cạnh đó hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để nhận những video tiếp theo sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!